Việc chuyển đổi số thủ tục hành chính công đang được triển khai trên khắp cả nước, nhưng với những nơi hạ tầng số chưa phát triển thì đây là một bài toán khó. Tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, do địa hình đồi núi phức tạp, nhiều thôn bản ở vùng xa xôi, hẻo lánh, chưa có điện lưới quốc gia và sóng di động, người dân và chính quyền ở đây đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi số ở địa phương. Mời quý vị cùng tìm hiểu cách mà họ đang nỗ lực vượt qua rào cản này trong phóng sự sau đây. Có sống chưa? Được không? Thường là lên trên đỉnh này, cái đỉnh dọc ngoài kia là điện. Nếu cần việc chỉ, chứ còn ở đây không có sống, chịu. Đấy là chuyện thường ngày ở bản Sắt. Còn tại bản Ploang, năm 2018, dân bản được hỗ trợ hệ thống năng lượng điện mặt trời. Nhưng niềm vui này cũng thật ngắn ngủi. Sau 2 năm, các thiết bị đã hỏng hoàn toàn. Ắc quy bị mòn, đứt dây, chạm điện xuống cấp. Tấm pin thành chỗ phơi quần áo. Bên mặt trận của tỉnh là tăng cho trường bản là một cái tivi. Là 3 năm đây rồi không sử dụng được, điện năng lượng không dùng được là cùng tivi cũng vật luôn đó. Còn cái quạt cũng không thể thực hiện nhiệm vụ của mình giữa trời nóng hơn 40 độ C. Không điện, không sóng là tình trạng chung của 6 bản tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh từ nhiều năm nay. Điều này dẫn đến những bất cập trong đời sống sinh hoạt và đặc biệt là chuyển đổi số của người dân. Đây là lần thứ 7 anh Nhát đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, nơi có điện và sóng mạnh nhất để làm giấy tờ và mã định danh điện tử. Mỗi lần, anh tranh thủ đưa thêm người hàng xóm làm nốt hồ sơ vì bản cách trung tâm xã 50 phút đi xe. Tại vì ở bản tôi thì không có điện và không có sóng, thời gian lâu quá nên quên hết mật khẩu. Ra ngoài có sóng thì cùng ba con cùng để lâu năm rồi cũng khóa sim cũng không dùng được. Chỉ có đăng ký sim điện chủ thôi, nhưng mà chưa kích hoạt định danh thì yêu cầu thứ nhất phải có điện thoại smartphone. Máy thì máy phục vụ cũng không làm được. Đã đề xuất lên trên rất là nhiều lần hỗ trợ kéo cái điện lưới vào đến các cái bản xã mà chưa có điện lưới và hệ thống mạng để phục vụ cho cái nhu cầu đời sống của bà con cũng như là chuyển đổi số thì địa phương cũng đang chờ đợi cái sự đầu tư của các cấp. Trong khi chờ đợi thì chính quyền cùng các lực lượng nòng cốt cũng rất nỗ lực đưa thông tin đến cho người dân. Con mình dùng có sim điện thoại hết chứ. Nhiều nội dung trong một buổi tuyên truyền được lồng ghép như thủ tục cấp giấy khai sinh, khai tử, căn cước công dân, luật biên phòng và cấp phát thuốc, khám bệnh miễn phí. Mỗi lần để mà tổ chức được một cái hội nghị tuyên truyền hoặc là gói khám chữa bệnh cho nhân dân thì chúng tôi là phải đi trước 4 đến 5 ngày thông báo với bà con không đi rừng làm ăn hoặc là không đi làm những cái ngành nghề phụ khác để ở nhà tham gia. Lực lượng công an xã miệt mài đi từng thôn bản hướng dẫn giấy tờ cần thiết, đặt những cuộc hẹn tại nơi có sóng, có điện, hỗ trợ người dân bằng chính điện thoại của mình. Anh mẹ đẻ đã không biết là mày về mọc các thiết bị của mình không hiểu ngôn ngữ như ra. Cái tuổi trẻ sau này thì có ăn, có đi học thì nhiều khi hắn đỡ, hắn vẫn khó hiểu. Tôi chưa tiếp cận nhiều và tôi chưa biết rõ hết tất cả các ứng dụng này kia. Nếu mà có điện có sóng tiếp cận các công nghệ mới thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.